Truyền thông xứ Vạn Đảo cho rằng, tuyển Việt Nam và Indonesia hiện còn tồn tại nhiều điểm yếu cần sớm phải khắc phục. Nhận xét về hàng công tuyển Indonesia trước ASEAN Cup 2023, tờ Bola đánh giá cao phong độ của tiền đạo Ramadan Sananta của câu lạc bộ Persi Solo ở giải vô địch quốc gia, người đang sở hữu 7 bàn thắng sau 18 trận. Tuy vậy, theo truyền thông xứ Vạn Đảo, điều đáng lo là các tiền đạo khác không có hiệu suất tốt như vậy. Cụ thể, Hoki Karaka, 3 bàn, Dendi Sulitian, 1 bàn và Dimas Drajat, 0 bàn. Tờ Bola đưa ra một số đánh giá, đội tuyển quốc gia Indonesia và Việt Nam đang gặp vấn đề giống nhau trước màn đối đầu ở bảng D ASEAN Cup 2023. Cả hai đều không có một tiền đạo sắc bén. Cho đến thời điểm hiện tại, một số tiền đạo trụ cột của Việt Nam vẫn chưa thể hiện được sự sắc sảo. Họ nhận định ba tiền đạo trụ cột của đoàn quân huấn luyện viên Philip Trucci sẽ là Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Văn Toàn và Phạm Tuấn Hải. Trong đó, Nguyễn Tiến Linh đã trải qua cơn hạn hán bàn thắng trong 4 trận đầu cùng câu lạc bộ Bình Dương mùa này. Phải đến vòng thứ 5, tiền đạo của Bình Dương mới bắt đầu nổ súng để có 2 bàn, 4 đường kiến tạo sau 7 trận mùa này. Trong khi đó, tiền đạo nhiều năm ăn cơm tuyển Văn Toàn cũng đang có hiệu suất ghi bàn thấp với chỉ 1 bàn ở V-League 2023-24. Điểm sáng duy nhất trên hàng công của Việt Nam là Phạm Tuấn Hải. Tiền đạo của câu lạc bộ Hà Nội dù chỉ có 2 bàn thắng ở giải quốc nội và có tới 4 bàn tại AFC Champions League mùa này. Tờ Bola cũng tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn vào danh sách vua phá lưới của V-League 2023-2024 xuất hiện một trung vệ của tuyển Việt Nam, Bùi Hoàng Việt Anh, trung vệ của Công an Hà Nội đứng vị trí thứ 5, 3 bàn, trong danh sách và là nội binh duy nhất trong top 10. Mới nhất, huấn luyện viên Philip Trucci đã chính thức công bố danh sách đội tuyển Việt Nam dự vòng chung kết ASEAN Cup 2023. Về cơ bản, lực lượng đội tuyển Việt Nam tập trung đợt này vẫn là những cầu thủ đã góp mặt trong các đợt hội quân dịp FIFA Days năm nay. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Philip Trucci cũng đã trao cơ hội cho một số tân binh như thủ thành Nguyễn Philip, hậu vệ Lê Ngọc Bảo, Đỗ Thanh Thịnh và tiền vệ Nguyễn Hai Long. Đội tuyển Việt Nam hội quân vào ngày 31 tháng 12. Đội có trận giao hữu gặp Kyrgyzstan vào ngày 9 tháng 1 năm 2024, trước khi bước vào tranh tài tại Qatar, nơi đội bóng áo đỏ nằm cùng bảng với Nhật Bản, Iraq và Indonesia. ASEAN Cup 2023 sẽ khởi tranh từ ngày 12 tháng 1 năm 2024 và kết thúc ngày 10 tháng 2 tại Qatar. Theo lịch, đoàn quân áo đỏ sẽ lần lượt chạm trán Nhật Bản ngày 14 tháng 1, Indonesia ngày 19 tháng 1 và Iraq ngày 24 tháng 1. Trước khi bước vào tranh tài tại vòng chung kết ASEAN Cup 2023, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với Kyrgyzstan vào ngày 9 tháng 1 năm 2024. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.